với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Những chấm tròn mất đi hết, nếu không không biết làm sao vào được công ty nữa. Chà, dĩa trái cây hình tròn, chén hình tròn, giò heo, hộp khăn giấy hình tròn. Cái gì đây? Khăn giấy mà cũng hình tròn. Còn có bánh trứng tròn, bánh chiên tròn, có cà phê. Đồ ăn sáng có phải thiệt hoàn mỹ hay không? Đều là hình tròn. Mọi người thích hình tròn như vậy, sao không biến thành tròn trịa hay là tròn do luôn? Còn làm bộ nữa. Trả lời câu hỏi của mọi người trước đi. Tòa nhà xây cất sau này xây ở đâu đây? Ngày điện ảnh Hồng Kông có tư vấn đầu tư vô hay không? Tiền Âu tiền Nhật tiền Mỹ tiền nào mới lên? Nói thực tế một chút, năm nay có đám cưới với doanh dịch hay không hả? Nói đi. Đám cưới? Thôi đừng có làm bộ. Ai nấy đều biết con sắp biến thành phò mã của Diên thì nhất định là biết chuyện của họ. Nè nè, anh đừng chối nha. Tối hôm qua khi cô Diên vừa biết anh ở bệnh viện, đã bỏ luôn dạ hội tất niên của công ty chạy vào bệnh viện để thăm anh mà. Cô làm vậy là vì cái gì chứ? Trời, cả thằng mụ cũng biết là cái gì ba chữ em yêu anh. Yêu anh sao? Mọi người có bị bệnh hay không vậy? Tại sao lại yêu tôi? Không có nhân chứng vật chứng, mọi người muốn đổ oan cho tôi hả? Trời, không có đổ oan cho con, chứng cứ rành rành. Tối qua cậu đã nói cậu thích nhất chân thành và thẳng thắn, lúc mà con dạy cậu đi xe đạp đó. Dạ là hiểu ngay, thế là thích ngay, phải đám cưới ngay. Cô bà à, thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì tội danh không thể nào thành lập được đâu. Có tội. Thiệt là sợ mọi người luôn. Nghe đây, Diên Thị sẽ xây đồ thành ở khoảng đất 173 của núi Đại Dư đó. Và còn chăm thêm 300 triệu để mà đầu tư vào điện ảnh. Nhưng mà đó là điện ảnh hình nộm. Cô bà à, cô hãy nghe đây, cô nhớ là mua tiền Congo nhất định sẽ lên đó. Còn nữa má, tháng sau là con sẽ đám cưới đó. Sao lại nói như vậy chứ? Cả nhà đều khẩn trương tới hôn nhân của con. Con đã nói là con với cổ không thể nào được đâu. Mọi người đừng có suy nghĩ dớ dẫn nữa được không vậy? Ờ nè anh hai. Anh không muốn nghe gì thêm nữa. Cái này đừng có nói cái này nữa. Cái gì đây? Đột chút với chị em mua từ Nhật về. Em vừa chút với chị xong đó. Hả? Xin mời. Ý khoan đã. Đồ ăn nhiều như vậy nhất định là có nguyên nhân. Không cần hỏi, cái này là tiền hối lộ của em và anh đó. Con gái tôi thông minh thật đó. Hối lộ hả? Muốn dò thám tin gì đây? Quy củ giang hồ, ai không có mặt nói người đó. Dàn trận nhiều như vậy đương nhiên nói anh hai của cậu rồi. Không phải, chúng tôi muốn nói chuyện với anh đó. Làm phiền đi ra đi ha. Sao hả? Thằng Niên gặp với cô nhà giàu đó chưa? Không biết, anh hai không hề tiết lộ chuyện gì. Con ở công ty cũng đâu có đầu mối dây nhợ gì đâu. Rồi con có thể nghe lén nó nói điện thoại mà. Đọc lén nhật ký của nó. Vậy là xâm phạm đời tư rồi. Má à, hôm xưa má cũng là cảnh sát, đâu có thể làm như vậy. Má chỉ là suông miệng nói đại thôi. Nè, cho dù hai con đi dò thám cũng đừng có như vậy. Nhưng má cho hai con 3 ngày thời hạn, bất cứ giấy nào cũng phải dò thám ra được tin tức. Cũng tại chị thôi, đã biết con dâu của tôi nó tệ hại như vậy mà lại giới thiệu cho tôi, báo hại tới già tôi mới gặp cái tụi này. Mắc mớ gì tới tôi? Hôm xưa cũng là cả nhà của chị, thích nó cao quý sang trọng nhà giàu mà lại nhân cách cao thượng nữa chứ. Chị có thể nhắc nhở tôi. Tôi đã từng nhắc rồi mà chị có chịu nghe đâu. Chị còn nói là đứa con kế, gái út, cô ba đều thích, nhất định là không thành vấn đề. Bây giờ người ta đã khí cả nhà của chị được ở nhà hào môn bán sơn, còn được đeo cả vàng cả bạc nữa rồi. Mấy cái đồ nữ trang này đeo xong là phải trả lại cho con dâu của tôi. Cái nhà lớn 3,000 thước, tại sao không chịu mướn người ở, bắt tôi làm người ở? Còn nữa, xin hết đứa này tới đứa kia,
Suốt 3 năm nay tôi chưa có bao giờ được ngủ ngon giấc hết. Trời, còn thê thảm hơn tôi. Alo. Thằng Tèo thức rồi hả? Đừng, máy về liền. Tôi đi trước, chị ngồi chơi ha. Coi nè, tôi phải về coi thằng cháu rồi, thiệt tội nghiệp. Có tiền xinh đẹp lại là người tốt, sao giống Doanh Doanh quá vậy? Ngay út con kế cô ba, còn có mẹ chồng, giống y hệt như mình à. Nghĩa là nói Doanh Doanh không phải là người tốt. Trời ơi, tầm bậy. Họ nói người khác thôi, sao lại nói tới Doanh Doanh? Nhìn sao Doanh Doanh cũng là một con dâu tốt. Khoan đã, nhà của Doanh Doanh ở khoảng bao lớn vậy? Nghe nói 3.300 thước. Như vậy cũng khá. Chuyện của con ông chủ ai cũng biết rồi, không cần tôi phải nói nữa ha. Biết đâu cũng hại lệ. Cái cô con ông chủ đó chuyển hết tay này tới tay kia, chủ của nó ít nhất cũng 8-10 người, người tình hết kẻ này tới kẻ khác, tự hiến thân tới tôi hả? Tôi cũng không thèm. Nhưng mà nhìn tướng của nó cũng đâu có tệ lắm đâu. Chỉ có thằng Niên mới khờ vậy thôi mới chịu lấy nó. Trời ơi, nói thằng Niên. Không đâu, các người quen nhau mà sao không cho anh biết? Nói cái gì, cả nhà họ đều coi tôi như kẻ thù. Bà má mập của nó thì thấy ghét, cô ba độc thân của nó thì càng thấy ghét hơn. Còn đứa em ỷ mình đẹp với lại cái thằng em mất nết nữa chứ. Rõ ràng hắn nói nhà của mình. Nhít liền nói. Đi thích con ông chủ hả? Cả nhà họ từ chút lấy mà thôi à. Thưa các quý ông quý bà, cảm ơn các chị đã đến quán ăn Tây này ngày hôm nay. Và đây là quán ăn cao cấp của Alaska và Las Vegas. Nghe nói chỗ này có đồ ăn Mỹ nổi tiếng đó mà, có phải không? Không sai, phu nhân. Như vậy thì người Mỹ thích ăn cái gì đây ta? Khoai tây thưa ông. Kỳ tô. Là quả tí tô. Xin hỏi quả tí tô ăn cách nào vậy? Có thể ăn sống. Vậy là người giả bàn đó. Nếu như không thì có thể hầm. Hầm hả? Lạc nhách thì có gì đâu mà ngon. Nếu như không thì có thể chiên. Chiên hả? Đừng nha, nóng lắm sẽ nổi mụn. Hầm xào hấp chiên các người đều không thích. Được rồi, có cách này thì các vị nhất định phải thích thôi. Hả? Là ăn sao đây? Cả nhà của các vị có thể cho nó xuống chảo dầu. Xuống chảo dầu? Hả? Tôi không xuống chảo dầu. Không xuống chảo dầu làm sao mà chiên? Trời ơi, không được, phải gọi điện thoại hỏi rõ ràng. Làm phiền, cho tôi giải công phần đi. Cậu Cẩm, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu cho rõ ràng nè. Bà có phải muốn hỏi tôi sung sướng được bao nhiêu? Tôi bị anh hại chết rồi đó anh Cẩm Mập. Tào lao, chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Anh đã biết cái đợt thứ 80 của con ông chủ đã qua nhiều tay rồi, chuyển qua nhiều phòng ngựa, thua chắc đó mà, còn biểu tôi mua vé. Mắc mớ gì tới tôi? Còn nói là không mắc mớ hả? Thằng Cường miệng động đã nói ra hết rồi. Cái thằng kỹ sư thằng Niên đó hả? Cửa dở lắm. Anh không những không báo, để tôi rút hết vốn liếng. Bây giờ thua hết rồi, chỉ còn cái quần thôi. Anh đền cho tôi đi. Quần lót thì đền cho anh. Anh nói mà, cả nhà anh đều ghét tôi, kêu tôi đừng có kiếm anh mà, không phải vậy sao? Báo hại anh thua tiền là bà má mập của anh, cô ba độc thân của anh, còn con em tự nhận xinh đẹp của anh, còn cái thằng em mất nết của anh nữa. Anh còn nói như vậy hả? Ê trời ơi, con ông chủ thì ra là một con ngựa. Không phải họ nói con doanh. Ê này, các người đó lộn ở đây nha. Phải đó, con đánh ra ngoài đánh đi, ngoài mặt đường xô nó ra cho xe cán chết luôn. Nhớ phải chôn tôi đựng quả táng nghe. Còn nói. Ra kỳ đánh. Anh giỏi mà, có giỏi thì ra đây đi. Anh có giỏi đứng lại chơi tay đôi với tôi. Vừa rồi bà mới nói gì vậy hả? Bây giờ đâu có cần hỏi nữa. Nè, hỏi vài câu đi mà. Chừng nào anh đi chết. Tôi sẽ cố. Nè, dạng quý phi nói xấu anh á. Cô nói với cả cao ốc anh sắp thành rể của công ty Diên Thị, không lâu sẽ qua giúp việc cho trai vợ đó. Đâu có chuyện này đâu. Dạng quý phi cũng nói như vậy, nói là anh nhất định không có chịu nhận. Họ lo anh làm giàu rồi sẽ bỏ họ thôi mà. Nè, còn nói là anh không có đạo nghĩa, qua công ty mới mà không dẫn họ dông ơn bội nghĩa. Thôi tôi không nói nữa. Nè, thật ra có phải sắp làm phò mã hay không? Chừng nào sẽ từ chức tôi cũng muốn biết đó. Tôi vốn đâu có nói là sẽ thích cổ đâu. Nhưng bây giờ là cổ thích anh mà. Chuyện này mà anh không giải quyết hả, sẽ phiền ghê lắm. Mau giải quyết sớm đi nha. Đúng rồi, phải kiếm ra nguồn gốc mới được. Lily, một lát giúp tôi nha. Tôi bận lắm. Con của tôi cứ nhào lộn trong bộ muốn giết tôi hả? Hai đường à? Không biết là văn kiện này của bộ phận nào vậy ta? Cô Chi. Công ty gia nhân. Có thiệt không vậy, điện thoại chưa có reo mà. Đừng có kêu nữa, rõ ràng là họ châm chích anh.
lần này anh bị phiền rồi. Tôi thiệt là hết cách thôi. Lát nữa hẹn cô Duyên đi ăn cơm, vẫn chưa có đặt bàn, chưa đặt qua thì làm sao mà đi được đây chứ. Vậy để tôi đặt. Nè, đã giao hẹn là phải chăm chút ảnh mà. Nè, sao chị nói là chị em mình đồng lòng mà. Trời ơi, khờ quá ha. Giúp ảnh hầu hạ cô Duyên để ảnh thấy mình dâng lời, không chừng á sẽ hồi tâm chuyện ý dẫn mình đi luôn. Cho nên á phải thay đổi sách lược chứ. Tôi nói vậy có đúng không hả? Tôi đặt qua cho anh, tôi đặt chỗ cho anh. Có gì cứ căn dặn đi ha. Được đó. Thái độ thay đổi thiệt là nhanh. Đúng là loài động vật thiên biến đó. Anh Hai à, bộ anh tính cầu hôn với cô Duyên đó hả? Hả? Thì ra lời đồn là thiệt hả? Trời đất ơi, cho tôi thiết kế áo cưới đi. Không thèm nói với mấy người nữa. Ê nè, đừng vậy. Cô Nhi à, một lát đi gặp khách với tôi. Xin lỗi nha, tôi không khỏe, tôi phải đi gặp bác sĩ. Tôi đã làm xong rồi, còn giấy phép một lát sẽ viết cho anh. Không được, cuộc hẹn đó rất là quan trọng, cô nhất định phải đi theo tôi đó. Thì ra anh bỏ đi một lát lại đi lấy cái này. Anh làm cái gì vậy? Cô đừng có hỏi nhiều nữa. Trách nhiệm của cô hôm nay rất là lớn. Ngoan ngoãn ngồi ở đây là được rồi. Ok. Mời ngồi. Cảm ơn anh. Tìm tôi gấp như vậy có chuyện gì? Tặng cho cô nè. Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cô. Hôm đó trong bệnh viện tôi không biết là cô có bận tâm tới tôi như vậy. Nhưng mà sau ngày hôm đó, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được ý của cô. Anh thật sự hiểu à? Hoàn toàn hiểu hết. Lần này tôi cảm thấy là phải cần nói rõ ràng với cô, nếu không thì bất công với cô lắm. Là chuyện gì? Cô có nhìn thấy cô bên kia không? Cô không những là nhân viên của tôi mà còn là bạn gái của tôi nữa. Chúng tôi gặp nhau đã 3 năm rồi. Đáng lẽ định là tháng tới sẽ cùng đám cưới với cô, nhưng mà sau khi cô xuất hiện, tôi cảm thấy càng lúc càng không hợp với cổ, cho nên đã quyết định chia tay. Tôi làm vậy không biết là cổ có thấy tôi vô trách nhiệm hay không. Không thể nói như vậy được đâu. Chuyện tình cảm không có đơn giản như là một cộng một. Tôi nghĩ nếu anh chịu nói rõ ràng với cổ, cổ sẽ thông cảm cho anh. Nếu được như vậy thì đỡ quá. Chỉ rất tiếc vừa nghe nói tôi chia tay với cổ, cô đã đòi tự tử, và trước đó còn đốt than, xém một chút là xảy ra hỏa hoạn nữa rồi đó. Cố thiệt như vậy sao? Nhìn bề ngoài của cậu rất lịch sự, nhưng mà lúc nổi chứng lên rất là ghê gớm. Chỉ nói chuyện cắt mạch máu tự tử thôi đã 7 lần rồi. Hai hôm trước càng lợi hại hơn nữa. Đêm nào cũng mại dao dưới nhà bếp. Không những vậy, tôi còn biết được là hai hôm nay cậu đã tới tiệm ngủ kim để mà mua axit. Báo hại cho tôi mấy đêm nay ngủ cũng không được ngon giấc. Tôi kêu cô ngồi bên kia mà, cô chạy qua đây làm gì vậy? Tôi không qua, đâu có biết là anh đang nói xấu tôi đâu. Cô thấy rồi chưa? Giả mang dữ lắm. Xin lỗi, tôi phải đi coi cổ. Tổ Nhi, nghe tôi nói cái đó. Cũng may là không kêu đồ nóng để uống đó, nếu không là chết rồi. Tổ Nhi. Đồ kiểu nào mà vẫn chưa chết vậy? Nghe tôi nói có được hay không? Tổ Nhi à, tôi không cần nói thêm, tôi đã nghe được hết rồi. Tổ Nhi à, nè nè, có thể nói chuyện một chút được không? Có thiệt hay không? Nè, tôi điện thoại cho cô suốt cả đêm sao không trả lời tôi chứ? Cô Doanh kiếm cô có gì không?
cô Doanh nói anh đóng kịch dở quá. Nếu như không có ý với người ta thì cứ việc nói thẳng ra đi. Bây giờ cô đòi bỏ anh. Nè cô Hai à, dù sao người ta cũng là con gái, không lẽ bắt tôi phải nói ngay thẳng mặt cổ là tôi không thích cổ, vậy khiến cho người ta đau lòng lắm đó. Anh lợi dụng tôi, không lẽ tôi không đau lòng sao? Xin chào, chào các vị. Xin chào. Ê, anh Hai, ăn sáng không? Hơn 9 giờ sáng rồi mà vẫn còn ăn, bộ không cần làm sao? Phải có việc mới làm được chứ. Phải, xí nghiệp Viên Thị hồi sáng điện thoại tới, kêu chúng ta gác lại hết công việc, không ai có chuyện làm. Đúng là biến quá khôn lường. Ông chủ thấy phiền rồi đó. Tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh giờ thám được hả? Giống như là bản nhạc của Lưu Đức Hoa vậy. Everybody sing along. Trời ơi. Thôi đi hát dở quá, đừng có hát nữa được không vậy? Bây giờ anh phải làm phò mã mà. Kẻ làm công chúa dĩ nhiên biểu anh phải phân rõ ranh giới với mình rồi. Có đủ tốt á cũng đừng đưa cho mình mà. Có đúng vậy không? Anh Niên à, tôi với anh trung can nghĩa đảm, anh dẫn tôi qua đi. Không sai, cùng lắm tôi không nghỉ phép để sinh con, thề chết tận trung với anh. Còn có tôi làm việc chậm nhưng mà tôi sẽ sửa đổi. Dẫn luôn tôi theo đi. Sao các chị khờ quá vậy? Còn tôi là bạn gái của anh Nguyệt. Đúng vậy, tôi là em của ảnh mà. Tôi là bạn thân của ảnh. Tôi ở nhà kế bên ảnh. Tôi là người ủng hộ anh, cho nên làm sao cũng không tới phiên các chị. Nè, các người có xem phim Titanic hay không? Vì lập trường nhân đạo, bà bầu đương nhiên phải có quyền ưu tiên chứ. Các người hãy nghe tôi nói, đừng có tranh cãi với nhau nữa. Thật ra vì tôi từ chối cô Duyên cho nên cũng mới gác lại tất cả công việc thôi. Hả? Anh từ chối cổ hả? Sao chuyện biến bao vậy? Có kẻ thứ ba hay sao? Hả? Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Hỏi cổ đi. Thì ra cô là kẻ thứ ba. Thì khó mà tưởng tượng. Phải đó, khó tưởng tượng. Đúng là quá khó để tưởng tượng mà đúng không? Thiệt là không nhìn ra luôn đó nha. Anh đừng nói bậy nha. Để tôi nói lời công bằng cho. Anh không muốn gì dành việc làm ăn mà nói yêu thích người ta. Đúng vậy, tôi thật nghĩ là không thể làm được. Phải, điện thoại số mấy vậy, có địa chỉ email không? Nhưng vậy? Nhưng mà lần này anh đi làm đúng đó. Nếu như không thích người ta thì nói cho người ta biết rõ ràng. Sai, tôi thấy ảnh đúng là ngu ngốc. Phải ký hợp đồng xong rồi mới ra tay. Đúng vậy, phải cho chúng tôi chi tiền quả hồng mới nói. Đúng đó, không nên chia tay. Nên ký hợp đồng trước rồi mới chia tay. Thì đúng rồi. Nè, nói lời công bằng đi chứ. Người nhà khó nói lắm anh Hai ơi. Chị ấy, chị ở đây đúng lúc quá. Chị là người công chính nhất, nói lời công bằng đi. Ông Kim làm đúng đó. Đã nghe chưa? Nếu ông là con của tôi hả, tôi cho ông một bạt tai. Thiệt là đồ ngu. Nói đúng rồi. Xin chào. Cô Duyên. Có thể vô hay không? Được chứ. Cô Sa, chào bác. Ủa, cô Duyên. Chào mọi người. Cảm ơn. Ăn cơm chưa? Đừng khách sáo, hôm nay con đến để từ giả với mọi người đó. Hả? Ngày mai con qua Pháp để giúp việc cho ba của con, sẽ không trở về đây nữa. Dù sao thì cũng là bạn bè, cho nên con tới chào mọi người. Cô thiệt là đại vương đắc thể nha, các con phải học tập theo. Anh Niên à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Được, qua bên kia. Hay là mình lên sân thượng nói đi. Lên sân thượng đi. Vậy tôi con lên trên. Xin lỗi. Xin lỗi. Có mưu đồ, không biết có phải muốn hàn gắn lại hay không. Coi bộ là phải. Phụ nữ đúng là khó đoán quá mà. Trời ơi, người ta hiểu biết lý lẽ, chỉ muốn chia tay êm đẹp thôi. Không những êm đẹp mà còn xa lắm đó. Trời ơi, bánh thầy ổ yến vàng lá. Cây này ít nhất là 1.000 đồng. Phải. Nè, Nhật à, đừng có như vậy. Trời ơi, ổ yến mà để nguội, ăn sẽ không được ngon đâu. Bộ mua tới để cho mình ăn mà. Phải đó, không ăn là không để mặt. Đúng vậy, đừng có bắt người ta khó xử. Vậy để má ăn chút nha. Từ thôi nha. Ngon thiệt quá. Không ngờ hai người họ phải chấm dứt mau vậy ha. Trời ơi, đừng có nói khó nghe quá. Không làm người yêu có thể làm bạn bè mà. Nhưng mà cặp này thì không được. Hả? Con nói cái gì? Có một người con gái, bạn trai đòi chia tay với cổ. Cổ làm như không có gì. Ai ngờ có một ngày, cổ mua bánh bông lan ổ yến vàng lá có độc lên nhà bạn trai. Vậy hả? Sau đó con mời cả nhà của anh ăn trúng thuốc. Sau khi cả nhà chết hết thì giả vờ kêu chia tay, rồi dụ người con trai lên sân thượng nói chuyện, rồi xô hắn xuống. Chà, Romeo với lại Juliet, rồi thêm vào cái màn hát bội quốc đại phong tướng. Trời ơi, cái cô đó thiệt là cay cú. Mặt trái của yêu là hận mà, đơn giản vậy thôi. Phải. Nếu là tôi cũng làm như vậy. Đồ không thể tới tay thì xé nát nó ra. Khoan. Nhà báo nói nhà đó ăn cái gì hả?
bánh tay ổ yếm nhằn lá. Hả? Hả? Trời ơi, em sao? Sao vậy? Sợ quá. Nghĩ lại cũng thật là tức cười. Chị trách tôi suy nghĩ vớ vẩn, khiến cho đôi bên phải ái ngại. Cô đừng có nói như vậy, thật ra tôi cũng có trách nhiệm mà. Dù sao đi nữa, ít ra bây giờ chúng ta đều biết không phải ly trà của đối phương. Thật ra muốn kiếm một ly trà thích hợp cho mình cũng không phải là điều dễ dàng. Đâu có phải, tôi thấy bên cạnh anh đã có ly trà thích hợp với anh rồi. Bên cạnh tôi? Thế nào cũng được, rất vui được quen biết anh. Tôi cũng vậy. Ê trời, khăn choàng của ba tôi tặng. Tôi giúp cô cho. Đừng mà, rất nguy hiểm. Ừ, không sao đâu mà. Nè, cẩn thận đó. Mau, lẹ lên. Trời, đừng có xô nha. À, Nên. Nên à. Anh ơi, đừng đừng có xô anh này của tôi mà. Nè, cái gì vậy? Con có sao không hả? Người ta xô con xuống lầu mà con cũng không biết nữa hả? Xô xuống lầu cái gì, con lượm cái khăn cho cổ thôi mà. Hả? Vậy chúng ta đã trách lầm mà người ta hả? Xin lỗi nha. Mau lẹ lên, cần gấp lắm. Trời, sốt sắng như vậy bận rộn lắm hay sao chứ? Thiệt phải mang ơn anh đó. Alo, tôi nghe đây. Trời ơi, dạo này không có rảnh, chừng nào rảnh tôi mới kiếm anh đi. Tạm biệt nha. À, chị Cơ à. Dạ. Bỏ hết các cuộc hẹn đi, nói là tôi không có rảnh tiếp ai. À, trời ơi, còn thời gian ăn sáng nữa hả? Có biết xí nghiệp Viên Thị đã ra tay rồi hay không đây? Tôi biết, tôi gánh trách nhiệm mà. Miễn là chuyện này không liên quan tới những người khác. Một lát nữa về phòng tôi sẽ viết thư cho ông mà. Anh còn thời gian để mà viết thư sao? Không lẽ bắt tôi phải đi ngay sao? Đương nhiên phải đi ngay. Nếu như không đi liên lạc các xưởng gia, chúng ta làm sao mà làm kịp giao hàng cho tập đoàn Viên Thị chứ? Giao hàng cho Viên Thị? Trước khi cô Viên lên máy bay, cô đã gửi hợp đồng qua cho mình rồi anh hai à. Phải, cô nói là bản kế hoạch của mình khá lắm nên để chịu hợp tác với mình. Con số thì là lớn lắm đó. Người bên Dạng Quế Phi cũng giúp danh một tay luôn đó. Lần này là phải tác chiến trường kỳ, làm tới sáng đêm luôn. Ê, này nè, anh đã đọc thần chú hay sao? Sao mà cô đó tốt với anh quá vậy? Nói sang đâu rồi, người ta phân rõ công tư mà. Ê, tóm lại thiệt là phiền quá đi à. Ê, alo, đã nói là không có rảnh rồi, chừng nào rảnh mới kiếm đi, vậy đi. Tôi nè. Vậy thì được rồi, các người có thể đi châu Âu chơi, em có thể đi Nhật Bản luôn rồi. Chuyện gì mà than thở chứ? Thê thảm nhất là bây giờ không rảnh để bệnh nữa. Mấy phiếu tặng của tôi cũng xài hết rồi. Chừng đó nếp nhăn, tàn nhang, cái gì cũng lộ ra hết, làm mặt cũng vô dụng. Em và Lộ cũng bị công ty cấm nghỉ phép luôn rồi. Như vậy tôi học tiếng Nhật làm gì? Cũng không thể chính miệng nói với cô gái Nhật anh yêu em. Trời ơi. Thiệt tình là sợ mọi người luôn đó. Tóm lại tối hôm nay tôi sẽ lấy tấm thẻ vàng ra để bao mọi người chơi một đêm hả hê, có chịu hay không? Nhằm 面对风波，心中少不免，真真真真真，人生总要到往这关。